Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái cách để chúng ta giữ lại một cái cây của một cái cây dendro mà khi nó mọc lên ở trên phần một cái thân các bạn, trên thân của cây dendro các bạn. Thì mình mới làm một cái chậu này các bạn. Cái này là cái cây này nó mọc một cái cây trên một cái thân. Mà nếu như mà các bạn cứ để như thế thì nó sẽ chậm phát triển đó các bạn. Mình vừa làm cho nó một cái giá thể, mình ốp vào trong đây, ốp vào trong cái cây này. Đây nó mọc lên cái thân, ốp vào trong cái cây này các bạn. Nó giống như vậy, nó giống như thế này. Và đây là nó cái cây này nó mọc lên đây. Nếu mà các bạn cứ để vậy nó chiêu leo thì nó không có cái chỗ để nó bám, không có chỗ để nó giữ ẩm các bạn. Thì mình nuôi nó cây này nó sẽ chậm phát triển lắm, nên là mình đã ốp cho nó một cái giá thể vào trong chỗ này. Thì mình tưới nước rồi mình sẽ để phân bình thường các bạn. Mình sẽ sau khi mình làm xong thì mình sẽ để cái phân tăng chậm lên, mình để phân tăng chậm lên thì cái rễ nó sẽ bám ra đây. Nó mình tưới nước rồi phân nó sẽ thấm vào đây. Mình vẫn tưới nước, mình vẫn tưới phân bình thường các bạn, thì nó sẽ thấm vào đây. Cái rễ này nó sẽ dễ dàng nó bám vào chỗ này, nó sẽ giữ được ẩm đó các bạn, thì giúp cho cái cây này nó sẽ phát triển tốt hơn. Và một thời gian khi mà chúng ta đợi cái cây này phát triển tốt, nó bám rễ rồi này kia, rồi mình mới sẽ cắt ra, mình cắt ra mình vào một cái chậu mới mình trồng lại. Còn nếu như mà các bạn thấy nó mọc rễ như thế này, một rễ như thế này mà các bạn cắt liền các bạn, cắt liền bằng bỏ vào trong cái chậu mới bạn trồng thì nó sẽ chậm phát triển lắm. Thì mình cho các bạn xem một cái chậu mình làm các bạn. Đây chậu này mình làm ngoài nè, mình ốp một cái giá thể vào đây, một cái chậu nhỏ trên cái thân này. Bạn thấy cái cây này phát triển rất là tốt mà, rất là mập. Các bạn thấy cái chỗ này nè, nó có một cái cây nhỏ mọc lên đây nữa nè, nha. Ở bên đây có một cái cây nhỏ nữa nè. Đây sao các bạn dễ thấy vậy? Đó không? Chỗ này, chỗ cái tay của mình đây nè, đó. Thì nó mọc lên đó. Bây giờ mình đợi cho cái cây này nó phát triển lên chút xíu nữa, mình cắt cái này ra, mình dâm vào một cái, mình sẽ trồng vào một cái chậu mới. Thì nếu như ở nhà các bạn có gặp cái trường hợp như thế này, mình mua cái cây dendro về mình trồng, mình chơi hết hoa một thời gian, để cái nó rụng lá hết và nó sẽ có một những cây trên thân đó, thì các bạn khoan ha, hãy cắt ra trồng, mà các bạn hãy dưỡng nó, hãy dưỡng nó bằng cái cách mình chia sẻ thế này nữa các bạn. Thì một thời gian để cho cái cây này nó khỏe mạnh đi rồi các bạn hãy cắt ra các bạn trồng, thì cái cây dendro của các bạn sẽ phát triển tốt hơn. Hy vọng với cái kỹ thuật với cái phương pháp mà cá nhân của mình, cái kinh nghiệm cá nhân của mình chia sẻ với các bạn, thì các bạn sẽ thành công với cái phương pháp giúp cho cái cây dendro, cái cây này phát triển tốt. Và hy vọng rằng các bạn sẽ có những cái chậu dendro phát triển tốt như các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công nha.